tháng 5 năm 2022, có một đại diện sàn giao dịch mới đã xuất hiện trong cộng đồng tiền mã hóa tại thị trường Việt Nam, đó chính là CoinDub. Với sự gia nhập mạnh mẽ của mình thì CoinDub đã nhanh chóng thu được sự chú ý lớn của cộng đồng đầu tư crypto tại Việt Nam. Với những anh em đang muốn tìm hiểu và sử dụng sàn giao dịch này thì trong video ngày hôm nay, Irene sẽ chia sẻ các thông tin về sàn giao dịch CoinDub và cùng anh em đánh giá xem đây có phải một sàn uy tín hay không nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như subscribe cho Coin68TV và ấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì như thường lệ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về sàn CoinDub nhé. CoinDub hay là CoinW thì là một sàn giao dịch tiền mã hóa được thành lập vào năm 2017. Đến nay thì CoinW đã thành lập 18 trung tâm giao dịch trải rộng trên 14 quốc gia khác nhau. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì CoinDub đã và đang cung cấp dịch vụ cho hơn 220 triệu người dùng tiền kỹ thuật số trên khắp toàn thế giới. CoinDub thì đang sở hữu giấy phép tài chính MSB của Hoa Kỳ, giấy phép NIS của Singapore và các giấy phép quản lý tài chính khác ở nhiều quốc gia, khu vực khác nhau nhằm đảm bảo quyền lợi của người dùng. Với lực lượng lao động lớn lên đến hàng ngàn người ở trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ thì CoinDub được coi là một sàn giao dịch global, chuyên nghiệp và uy tín. Theo số liệu từ CoinGecko thì CoinDub đã và đang có khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến mức khoảng 4,45 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật để xem là sàn CoinDub có thể cạnh tranh được với những sàn lớn hay không nhé. Đầu tiên khi mà nói về các sàn thì chắc chắn chúng ta sẽ phải xem các loại tài sản mà CoinDub đang hỗ trợ đúng không? Hiện tại thì CoinDub đang hỗ trợ hàng trăm loại tiền mã hóa khác nhau, cung cấp đa dạng các sản phẩm cho các nhà giao dịch trong thị trường tiền mã hóa như là spot, future, ETF, auto invest và rất nhiều các cách giao dịch khác nhau. Giao diện của sàn thì khá là thân thiện cho người dùng. Sàn thì cũng hỗ trợ tới 10 loại ngôn ngữ khác nhau và bao gồm cả tiếng Việt cho anh em tiện dụng khi sử dụng. Sàn thì cho phép giao dịch P2P với hầu hết các phương thức thanh toán phổ biến như là ngân hàng này, Momo, ZaloPay, Viettel Money vân vân. Các sản phẩm của CoinDub thì cũng rất là đa dạng. Bây giờ thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về các sản phẩm mà CoinDub đang có nhé. Thứ nhất là giao dịch spot. Như Irene đã nói bên trên thì hiện tại tổng volume giao dịch mỗi ngày của CoinDub đã lên đến con số là khoảng từ 4 cho đến 4,48 tỷ đô cùng với hơn 1.000 token và coin, tức là các mã thông báo tiền điện tử đang được liệt kê, cung cấp hơn 500 cặp giao dịch giao ngay. Các đồng coin phổ biến được giao dịch ở trên sàn CoinDub thì có Bitcoin, Ethereum, XRP, PP, Doge, Shiba. Anh em thì hoàn toàn có thể tìm kiếm được những đồng coin và token phổ biến được giao dịch ở trên sàn này. Sản phẩm tiếp theo là Future. Ngoài spot ra thì CoinDub cũng cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai với hàng loạt các loại tiền mã hóa phổ biến như là Bitcoin, Ethereum, AV, ADA vân vân. Sàn CoinDub thì cũng hỗ trợ đòn bẩy giao dịch lên đến hơn 200 lần, giúp anh em có thể tối đa hóa lợi nhuận khi mà đầu tư. Sản phẩm tiếp theo là ETF. ETF thì là một sản phẩm giao dịch đòn bẩy giao ngay với mức biến động khá lớn. Sản phẩm này thì không yêu cầu tài sản thế chấp cho người dùng. Với ETF thì anh em cũng có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 6 lần. Sản phẩm kế tiếp cũng khá là hot, đó chính là copy trading. Với tính năng copy trading thì người dùng sẽ có thể được sao chép chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư thành công khác ở trên toàn bộ thị trường. Một sản phẩm nữa cũng được anh em rất quan tâm là sản phẩm Earn. Earn thì là một trong những sản phẩm tài chính tiền mã hóa được ra mắt bởi nền tảng CoinDub, cung cấp cho người dùng cách kiếm được lợi nhuận từ tiền mã hóa mà họ đang nắm giữ. Earn thì được chia thành 3 hình thức như sau là Fix, Flexible và Hybrid. Các hình thức này thì cho người dùng lựa chọn được các phương thức kiếm lợi nhuận khác nhau tùy theo nhu cầu và khả năng chịu rủi ro của mỗi người. Một sản phẩm nữa là P2P. Tương tự như các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu hiện nay thì CoinDub cũng cung cấp cho anh em một thị trường giao dịch P2P, tức là person to person. Tuy nhiên thì số lượng giao thương giao dịch ở trên sàn CoinDub còn khá khiêm tốn, cho nên là anh em hãy cân nhắc khi mà giao dịch P2P ở trên sàn này nhé. Tiếp theo là Auto Invest. Auto Invest là một sản phẩm cho phép người dùng đầu tư tiền mã hóa theo phương pháp trung bình giá là DCA. Auto Invest là một sản phẩm được đánh giá cao của sàn CoinDub. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong các sản phẩm của sàn CoinDub thì chắc chắn anh em sẽ quan tâm đến một vấn đề, đó chính là phí giao dịch của sàn đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về các loại phí giao dịch của sàn CoinDub nhé. Hiện tại thì CoinDub đang áp dụng một hệ thống cơ cấu phí giao dịch giúp cho giảm chi phí khi mà anh em tham gia giao dịch nhiều ở trên sàn này. Irene đánh giá là điều này sẽ giúp cho sàn trở thành một lựa chọn khá là hấp dẫn cho những anh em muốn tiết kiệm được phí giao dịch khi mà anh em tham gia giao dịch trên thị trường crypto. Hiện tại thì mức phí giao dịch cơ bản ở trên sàn đều là mức khoảng 0,2%. Các mức phí khác thì bây giờ Irene sẽ liệt kê chi tiết hơn cho anh em có thể theo dõi. Đầu tiên là phí nạp tiền thì sàn CoinDub đang miễn phí 100% phí nạp tiền cho anh em.
Thứ hai là phí giao dịch. Phí giao dịch spot của sàn CoinDAP thì sẽ phụ thuộc vào các cấp độ tài khoản của người dùng. Cấp độ VIP càng cao thì mức phí giao dịch sẽ được giảm càng nhiều. CoinDAP đang đưa ra tổng cộng 6 cấp độ. Ở cấp độ 1 thì phí của Maker Taker sẽ là khoảng 0,2%. Ở các cấp độ cao hơn thì anh em sẽ được yêu cầu là phải nắm giữ CWT token, tức là token của sàn. Đối với nhà giao dịch cấp 6 thì sẽ phải nắm giữ ít nhất là khoảng 86.800 CWT token để nhận được mức phí xuống là khoảng 0,01%, cực kỳ hấp dẫn cho những anh em giao dịch với mức tài sản lớn. Mình sẽ để một bảng thống kê chi tiết các phần phí này trên màn hình để anh em có thể dừng lại tham khảo một cách kỹ hơn. Phí tiếp theo anh em sẽ cần phải quan tâm là phí rút tiền. Ở sàn CoinDAP thì sẽ áp dụng phí rút tiền khác nhau cho nhiều loại token coin khác nhau ở trên sàn. Anh em cũng sẽ để phí rút tiền này ở trên màn hình để anh em theo dõi vì nó khá là dài. Anh em có thể dừng màn hình lại để quan sát kỹ hơn nhé. Ban nãy thì Irene đã nhắc tới CWT token, tức là token của sàn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về token này nhé. Token này thì sẽ giảm phí giao dịch khi mà anh em sử dụng các sản phẩm của sàn. Bây giờ thì Irene sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản và sử dụng những thao tác cơ bản nhất của sàn CoinDAP nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ cần phải đăng ký tài khoản. Bước 1 thì anh em hãy truy cập vào đường link sau Irene sẽ để bên dưới ở phần mô tả cho anh em và ấn vào mục Register. Ở bước 2 thì anh em sẽ nhập email, mật khẩu, mã xác thực email và chọn Register. Sau khi anh em đã tạo được tài khoản rồi thì anh em sẽ cần phải KYC. Để KYC được thì đầu tiên anh em sẽ cần phải chọn vào mục ID Verification. Tiếp theo thì tại mục ID Verification anh em hãy chọn vào Upgrade. Bước 3 thì chọn vào Verify Now. Kế đến thì anh em chọn quốc gia, nhập tên, thông tin, các giấy tờ tùy thân như là ngày sinh này. Và cuối cùng thì anh em hãy upload hình ảnh giấy tờ tùy thân lên và chọn vào mục Submit Verification, sau đó chờ sàn xác thực. Sau khi đã được xác thực xong thì anh em hãy kết nối 2FA bằng một số ứng dụng ở bên thứ ba để có thể đảm bảo là tài khoản của anh em được bảo mật cao hơn nhé. Sau khi đã hoàn tất tất cả các bước trên thì anh em có thể bắt đầu giao dịch bằng việc là chọn vào mục Trade, sau đó ấn vào Spot hoặc là Future và đặt lệnh như bình thường. Các thao tác giao dịch ở trên sàn cũng khá là đơn giản và tương tự như một số các sàn lớn, cho nên là anh em có thể tự tìm hiểu và nghiên cứu thêm ở mục này nhé. Sau một thời gian nghiên cứu cũng như sử dụng sàn này thì đây là một số đánh giá cá nhân của mình về sàn CoinDAP. Theo quan điểm của mình thì sàn CoinDAP là một sàn giao dịch tiền điện tử khá là đáng tin cậy, thân thiện với người dùng và có khá nhiều điểm mạnh như sau. Điểm mạnh đầu tiên của sàn là có mức phí giao dịch khá là thấp. Sàn CoinDAP thì có áp dụng một hệ thống cơ cấu phí giao dịch khá là phức tạp, giúp giảm chi phí cho những người tham gia giao dịch tiền điện tử, phù hợp cho cả những anh em mới tham gia vào thị trường cũng như là những anh em đã có kinh nghiệm lâu năm và giao dịch với một mức tài sản lớn. Như mình đã nói ở bên trên thì điều này sẽ giúp cho sàn CoinDAP trở thành một cái lựa chọn rất là hấp dẫn cho những anh em muốn tiết kiệm phí gas, phí giao dịch hay là tiết kiệm phí nạp rút khi mà sử dụng ở trên sàn. Thứ hai thì sàn này cũng đa dạng rất nhiều loại tiền tệ. CoinDAP thì đang hỗ trợ rất nhiều loại tiền điện tử và mã thông báo tiền điện tử khác nhau, và với những đồng coin token mới thu hút được sự chú ý từ cộng đồng cũng như là có volume giao dịch cao thì mình thấy là sàn CoinDAP cũng hỗ trợ cực kỳ nhanh, cho nên là anh em hãy yên tâm khi mà sử dụng sàn CoinDAP. Một ưu điểm nữa cũng cực kỳ đáng chú ý là mình thấy CoinDAP là một nền tảng an toàn. Hiện tại thì mình thấy sàn này đang đặt ưu tiên cao về mức độ bảo mật cho người dùng và sử dụng khá nhiều các cái giao thức bảo mật tiên tiến để bảo vệ tài sản và dữ liệu của người dùng. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta an tâm hơn khi mà sử dụng một cái sàn giao dịch như là CoinDAP. Về hỗ trợ khách hàng thì mình thấy sàn giao dịch này cũng có cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng 24/7 để giải quyết các cái khiếu nại của anh em khi mà anh em gặp các cái vấn đề hay là có một câu hỏi khi mà tham gia giao dịch. Copy trade của sàn thì khá là hấp dẫn cho các trader chuyên nghiệp khi mà họ có thể kiếm được 10% lợi nhuận từ người theo dõi sau mỗi giao dịch hoàn tất này. Và hiện tại thì mình thấy sàn CoinDAP cũng có khá nhiều các trader uy tín chuyên nghiệp. Anh em có thể sử dụng và trải nghiệm thử tính năng copy trade của sàn và cùng để lại đánh giá của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và một trong những ưu điểm cuối cùng mà mình đánh giá cao ở sàn là sàn đang có rất nhiều giấy phép từ nhiều quốc gia lớn như là ở Hoa Kỳ này, Singapore và Việt Nam cũng như là các quốc gia khác. Đây thì là một sự đảm bảo cho anh em về tính hợp pháp cũng như là đáng tin cậy của nền tảng, đúng không nào? Còn về nhược điểm của sàn thì hiện tại mình thấy có khá nhiều các cái cặp token coin chưa được mở với token của sàn là CoinWT. Điều này thì mình nghĩ là có thể làm giới hạn cái tính ứng dụng của token sàn. Và hiện tại thì mình thấy CoinWT là token của sàn chưa có nhiều tính năng trừ việc là giúp giảm chi phí khi mà giao dịch. Bên cạnh đó thì các sản phẩm giao dịch của CoinDAP thì cũng khá đa dạng, tuy nhiên thì vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Nếu như anh em đem ra so sánh với những sàn giao dịch top đầu hiện tại như là Binance hoặc là OKX. Vì vậy cho nên là mình hy vọng sàn CoinDAP có thể cải thiện nhiều hơn ở trong tương lai để có thể thu hút được thêm nhiều người dùng hơn nữa và giúp anh
anh em kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi tham gia vào thị trường tiền mã hóa. Ok, để tổng kết lại thì mình hy vọng thông qua video này anh em đã hiểu rõ hơn về sàn CoinDAP. Qua trải nghiệm của bản thân thì mình đánh giá đây là một sàn giao dịch tiền điện tử tương đối tốt để anh em có thể sử dụng làm một sàn trade ở trên thị trường crypto. Theo mình tìm hiểu thì từ khi chính thức hoạt động tới nay thì sàn CoinDAP chưa dính tới các phất về hack cũng như là giữ tiền của các nhà đầu tư, cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng sàn. Ngoài ra thì CoinDAP cũng có rất là nhiều những cái chương trình promote cho anh em tham gia trade để có thể kiếm thêm các phần thưởng hấp dẫn. Vì vậy cho nên nếu như anh em muốn trải nghiệm sàn này thì mình sẽ để link đăng ký bên dưới phần mô tả cũng như bình luận cho anh em nhé. Anh em nghĩ sao về sàn này và anh em có muốn biết thêm về những sàn mới hay không? Hãy cùng comment ở phía dưới để cho mình được biết nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video này và mình xin hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Chúc anh em một cái Tết ấm áp bên người thân và gia đình. Mình là Irene và tạm biệt anh em.